trọng kính chào quý vị khán thính giả của đài Sài Gòn Network và chào mừng quý vị đã đến với chương trình Những Món Chay Ngon cùng với cô Bích Thủy ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay quý vị có thấy một điều đặc biệt gì ở trong nguyên vật liệu của mình hay không? Đó là bánh taco, đặc biệt xuất xứ từ gốc của Mễ Tây Cơ. Và không biết là với cái món taco ngày hôm nay thì cô Bích Thủy sẽ chia sẻ một cái bí quyết cũng như là cách thức nấu ăn gì đây ngày hôm nay thưa cô? Trước hết để trả lời khuyên nghi, Bích Thủy xin kính chào quý khán thính giả của đài Sài Gòn Network với chương trình Những Món Chay Ngon của Bích Thủy. Xin kính chào quý vị. Để trả lời cho khuyên nghi ha, thì hôm nay lần trước đó thì mình có làm cái món salsa ăn với lại chip, thì cô nghĩ ra mình nên dạy cái món cũng taco mà mình ăn, mình làm với lại cái sốt của nó. Thì cái món taco này đó khuyên nghi thì mình thật sự ra thì mình ăn với lại rau bíp, cái thịt bò bằm, rồi mình có những gia vị như củ hành, rồi ớt, những thứ đó để chung với lại cái món thịt bò bằm của nó. Nhưng mà mình ăn chay thì cô sẽ đổi món chay ra là mình có như là những cái trái mướp vàng, mướp xanh, rồi có ớt đỏ, rồi mình mứt sung nếu mình muốn, rồi mình có cần. Và sau đó thì cái món hành này đó thì cho người mà thích ăn củ hành. Dạ, mình tùy thôi phải không con? Tùy theo. Dạ. Rồi cái gia vị đó thì thật sự ra đó thì nó một cái gối này, nó gia vị nó có đã tất cả trong này rồi, cái gia vị, cái mùi hương vị của cái mùi gốc mễ của nó rồi. Thì mình không cần phải mà làm ra. Dạ. Đó. Còn nếu mà thí dụ như mà khuyên như biết không, khi mà ở nhà mình không có đó thì mình có thể tự chế biến được. Thì khuyên như biết chế biến bằng cái gì không? Thật ra thì khi mà cô Bích Thủy nói đến bịch này là gọi là taco seasoning mix, thì nếu mà mình có cái gói này sẵn ở nhà đó thì quá là đơn giản rồi. Nhưng mà nếu mà trong cái trường hợp mà mình không có thì mình phải tìm ở đâu, và cũng như là mình sẽ có cái cách nào khác không thưa cô? Có chứ. Dạ. Thì cách đó là như thế này, thì cái gia vị của nó có thì có sauce nè. Dạ. Rồi có cái cumin là cái loại cái bột, nó cái bột đó là nó rất là nhuyễn. Dạ. Mà cái bột đó vô chợ đó thấy chữ cumin á là lấy cái bột đó là làm cho nó. Và xong rồi cái hộp ngò đó họ làm crow, chính là cái hộp ngò. Dạ. Đó là hai thứ đó đó là cần nhất. Và sau đó là món thứ gì nữa là cái loại ớt chili powder này nè, rất là cay. Và khi mình ăn đó thì nhớ bỏ, tùy theo người ăn cay hay là ăn không cay. Đó. Thì cái ba thứ đó thôi. Thì khi mà vô chợ, tất cả chợ nào đều cũng có hết. Nó thấy chữ cumin thì trong cái recipe đó thì cô có viết ra, viết ra sẵn như vậy. Nhưng mà nếu mà mình có tiện đi chợ thì mình mua như vậy thì mình làm nó dễ dàng hơn. Cái đó là cô cho để khi nào mình muốn làm bất tử mà không có đó thì mình xài theo cái kiểu đó. Còn cái shell á thì nó ở chợ nó có bán thường nguyên hộp như vậy. Đó. Thì theo cô nghĩ thì nên tới chợ. Thật sự cô không phải có quảng cáo một phía Esta thì nó bán nhiều hơn. Dạ đúng rồi. Tại vì phía Esta thì thật sự đó là chợ là của Mễ thưa quý vị. Thành thật ra là sẽ có rất là nhiều những sản phẩm khác nhau của được make in Mexico thưa quý vị. Và đồng thời thì nó có nhiều hộp loại shell, nhưng mà cái hiệu shell này thì cô ăn thử qua thì rất là ngon. Cái bánh rất là giòn và ngon. Dạ. Đó. Thì cô mua hộp và đồng thời cũng mua theo cái hiệu của nó luôn là cái mix này. Nó có nhiều loại mix, nhiều loại brand khác nhau, nhưng mà nên mua cái mix này thì nó ngon hơn. Vâng thưa quý vị, như vậy rất là hấp dẫn thưa quý vị. Một cái bánh taco chay sẽ được thực hiện sau một vài bước căn bản cũng như là rất là đơn giản để mà chuẩn bị cho món ăn này. Không biết là món ăn này sẽ như thế nào, xin mời cô thực hiện bước đầu tiên. Rồi, món ăn này thì tất cả những cái đồ mà cô đã bài ra sẵn đây thì mình sauté lên rất là mau. Tại vì mình đừng có làm nó chín quá, ăn nó không có ngon. Mình làm nó vừa chín thôi, ăn nó vừa giòn mà cái vị nó còn ngọt. Nó rất là ngon. Và đây là cái tô salsa để một lát mình bỏ vô trong cái taco của mình. Lần trước mình đã có làm qua rồi. Thì lần này thì mình chỉ cô làm trước thôi, nhưng mình đã có dạy qua rồi thì không cần phải làm món này ha. Thì bây giờ trước tiên á là mình cho cái chảo lên nóng. Rồi, bây giờ cái chảo mình đã nóng ha. Thì mình cho dầu vô, thì cái dầu này thì khoảng chừng 1 tablespoon. Đó. Thì như Huy Nghi biết đó, thì khi mình ăn cái món này đó thì muốn mà mình cho tỏi hành vô thì rất là thơm. Nhưng mà người ăn chay thì không ăn tỏi hành, thì ra thì cô chỉ để cho biết thôi. Cái này là
optional theo ý mình thích. Dạ. Đó. Thì cô thay thế hành tỏi bằng cái cần của mình là celery. Dạ. Đó, rồi bây giờ cô bỏ vô. Đó. Nếu mà mình không dùng celery mà mình dùng bao rau á, cô có được không cô? Cũng được, cái dạ. bao rau cũng thơm. Dạ. Nhưng mà cô cũng không thích ăn bao rau. Dạ. Đó. Thì cô làm cái này cho thật sự người ăn chay đó thì có người thì ăn cho mùi rất là thơm, thì bơ rô cũng được. Dạ. Đó. Nhưng mà cô thì cô muốn ăn cái cần thì ngon hơn, cho mùi cần lên. Dạ. Đó. Thì khi mình sơ tế cái này đó, mình cũng đừng có làm nó chín quá. Mình chỉ xào sơ thôi. Những món cô làm á là những món đồ mình có thể ăn sống được nữa. Dạ. Rồi bây giờ nó vàng lên ha. Rồi mình có thể bỏ nấm rôm. Dạ. Thì thường thường nấm á thì mình sẽ có thể xài slice mushroom, mà loại button mushroom. Dạ. Nhưng mà theo Bích Thủy thì Bích Thủy thích ăn nấm rôm này thì Bích Thủy dạ. xài nấm rôm này. Sau đó thì bắt đầu mình cho tất cả hai thứ mút vàng và mút xanh vô. Dạ. Thì cô cho ớt phân nửa thôi. Dạ. Rất là cay. Rồi bây giờ thì mình xài cái gia vị này. Dạ. Cái gia vị này nếu mà tính ra đó thì một thau cái thịt ground beef á, dạ. mình xài hết cái gia vị này. Nhưng mà mình nấu cái này không tới một thau thì mình xài chừng phân nửa thôi. Dạ. Tại vì nó rất là cay và nồng. Dạ. Đây cái mùi gia vị nó như vậy. Wow, cái mùi đó. Dạ đúng rồi, nếu mà không có cái gói gia vị này thì không thể nào mà ra cái món taco của mẹ của mình phải không? Đúng, đúng, đúng. Dạ. Rồi, Phi Nghi bắt đầu nghe mùi rất là nồng phải không Phi Nghi? Dạ. Rồi, dạ, rất là thơm. Cô chỉ cho một muỗng này thôi. À, vậy mà con tưởng đâu là cô sẽ cho hết. Không, nếu mà cho hết cái muỗng này thì rất là cay. Oh. Tại vì cái này đó, tùy người nếu mà Phi muốn ăn thêm nữa thì mình bỏ vào nữa. Dạ. Nhưng mà mình cho vừa đúng thôi, rồi mình nếm thử, nếu mà mình cảm thấy thích thì mình cho thêm. Dạ. Chứ đừng cho nhiều quá thì nó rất là cay và nồng. Dạ. Cái chili này đó là cũng mình cho ít thôi, theo mình thích. Cái thứ nhì nữa đó là mình cho ớt vào. Dạ. Tại cái ớt này đó mình đừng cho mau sống á, thì cái ớt này nó rất mau chín đi. Dạ. Đó. Theo cô là khuyên em muốn thêm cái seasoning nhiêu nữa không? Dạ, con cũng không biết nữa, là tại vì con không biết là độ cay của cái seasoning này như thế nào. Cho nên nếu như mà con cho hết vào thì không, chút nữa mình sẽ không ăn được. Cô nói không hẳn mình cho hết. Khuyên em có thể cho thêm. Dạ. Khi muốn cho thêm nữa thì cho thêm chút xíu nữa nếu khuyên em muốn. Dạ. Vậy được chứ cô? Dạ được rồi. Dạ. Cái gia vị này đó thì không nhất thiết mình phải là bỏ 1 tablespoon hay là 2 tablespoon. Dạ. Tùy cái người mà ăn cay hay ăn không cay. Dạ. Rồi. Bây giờ là cô sẽ lấy ra. Thật ra thì khi cho hành vào như vậy là người ăn chay mình đâu có ăn được đó phải không cô? Nếu người đó muốn ăn, chứ cô thì thật sự người ăn chay thì không ăn, nhưng mà có người dạ, đúng thì rồi. Có người cũng ăn hành con. Dạ. Cô lấy ra. Cô nghe nghe mùi cay rồi hả? Dạ. Rồi bây giờ đó cô sẽ cho một chút xíu hành vô đây. Dạ. Cái hành này cô cắt cho nhiều như vậy nhưng mà mình xào vừa đúng thôi. Dạ. Thì thưa quý vị, món này rất là dễ và mau, thì tùy người ăn. Khuyên như có thể thay thế cái món này đó là ăn chay có thể mình xài asparagus. À dạ đúng rồi, cái loại là măng tây, măng tây đó. Dạ. Vì nó thay thế nó vô và mình sẽ cho tiêu vô. Dạ. Cho tiêu vào. Rồi, trước khi mà cô cho vô cái shell đó. Dạ. Chứ hẳn là quý vị vẫn còn nhớ món này lần trước là cô Bích Thủy đã hướng dẫn cho quý vị rồi.
Thì ngày hôm nay cô Bích Thủy đã làm sẵn để mà mình có thể bỏ chung vào hay sao cô? Bỏ chung để cô sẽ làm cho con coi. Dạ. Đây. Rồi bây giờ một cái xeo như vậy. Dạ. Khuyên ngay có thể múc bỏ vào trong này. Cái gì? Đó. Wow. Rất là hay thưa quý vị. Cái sốt này ra rất là ngon. Rồi cô để đây ha. Dạ. Đúng rồi. Cái món này rất là mau phải không Khuyên Y? Dạ. Đó, đây là cái sốt lần trước mình có làm qua đó. Thường khi mình ăn món này đó phải cần có cái xeo xa này. Nếu mà không có đó thì cũng không mấy gì gọi là hấp dẫn cái gì đúng của nó. Rồi. Và thưa quý vị, như vậy là mình đã hoàn thành xong món taco chay của ngày hôm nay. Nhìn có hấp dẫn không thưa quý vị? Và nhân dịp ngày hôm nay thì Quỳnh Nghi cũng rất là cảm ơn cô Bích Thủy đã đến đây cùng với chương trình Những Món Chay Ngon. Và để kết thúc chương trình, Bích Thủy cũng xin kính chúc quý vị một buổi chiều rất là đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình. Và Bích Thủy hy vọng rằng cái món này có thể cho đem tới cho những người ăn chay thêm một món mới lạ. Xin kính chào quý vị.